Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với OneGate News số phát sóng lớp 141. Nào, cùng mình điểm qua các thông tin nổi bật có trong số phát sóng tuần này nha. Phần mềm cam truyền thống thường chỉ tối ưu hóa cho các tác vụ cam. Điều này khá hữu ích đối với công việc của bạn chỉ là tạo đường chạy dao và cắt phôi. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu bạn cần một bản phác thảo để định hình biên dạng hoặc muốn loại bỏ các gen đã được mô phỏng hóa 3D? Làm thế nào khi bạn muốn mô hình hóa bàn gia công và các eto để tránh va chạm với đồ gá? Và đã bao nhiêu lần khách hàng yêu cầu bạn thực hiện một thay đổi nhanh chóng trong mô hình 3D của họ? Vào ngày 25 tháng 7 năm 2024 sắp tới, Autodesk có tổ chức buổi webinar với chủ đề tìm hiểu cách tích hợp CAD CAM cho phép bạn lập trình nhanh hơn. Trong buổi webinar này, Jonathan Sheffen sẽ giới thiệu cách tích hợp CAD và CAM của Autodesk Fusion giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa thiết kế và sản xuất, thúc đẩy hợp tác để tạo ra các sản phẩm hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí hơn và chất lượng cao hơn. Nội dung chính của buổi webinar bao gồm: thứ nhất, tạo mô hình 3D chính xác với thiết lập CAM của bạn để tránh cách va chạm tốn kém. Thứ hai, thiết kế và lập trình phần mềm để cải thiện đồ gá và tăng sản xuất. Thứ ba, tạo ra các chiến lược đường chạy dao hấp dẫn và có thể tái sử dụng. Thứ tư, chỉnh sửa tệp step, ngay cả khi không có các tính năng hoặc lịch sử thiết kế để giảm ma sát giữa thiết kế và sản xuất. Link đăng ký tham dự, OneGate xin đính kèm bên dưới phần mô tả nha. Vào ngày 24 tháng 7 sắp tới, Autodesk sẽ tổ chức buổi webinar cho Autodesk AEC với chủ đề quy trình làm việc nâng cao để lập kế hoạch, thiết kế, đường và đường cao tốc. Phiên này sẽ hướng dẫn người dùng từ quét đến thiết kế, tận dụng các công cụ mạnh mẽ của VCAD và Civil 3D. Cùng với tiềm năng cộng tác liền mạch của công nghệ đám mây và tích hợp GIS, cụ thể là: thứ nhất, nắm vững cách trích xuất tính năng tuyến tính của VCAD, học cách trích xuất dải đường, vỉa hè, hố ga, cửa hút gió, đường dốc ADA và đường lái xe. Thứ hai, thu hẹp khoảng cách với Civil 3D, hiểu cách chuyển các đám mây điểm từ ReCAD sang Civil 3D, cách mạng hóa việc quản lý dự án thiết kế đường của bạn. Thứ ba, nắm bắt cộng tác trên đám mây, nhận thông tin chuyên sâu về cách sử dụng dữ liệu đám mây điểm trên đám mây để cập nhật theo thời gian thực, thúc đẩy cộng tác và tăng hiệu quả trong các dự án BIM của bạn. Thứ tư, tích hợp BIM Data với GIS, tiết lộ tiềm năng hợp tác thông qua tích hợp Autodesk và S3. Lên đăng ký tham dự, OneGate xin đính kèm bên dưới phần mô tả nha. AutoCAD là một công cụ thiết kế mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng điều chỉnh giao diện và thiết lập để phù hợp với nhu cầu công việc cụ thể. Tiếp tục nội dung OneGate News hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn về hai tính năng quan trọng là Workspace và Profile. Đầu tiên, Workspace là nơi lưu trữ các bố cục giao diện, bao gồm các thanh công cụ, bảng điều khiển và trạng thái hiển thị của Ribbon. Bạn có thể tạo nhiều Workspace khác nhau cho các loại công việc khác nhau, giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa các dự án hoặc quy trình làm việc. Để truy cập và quản lý Workspace, bạn có thể sử dụng biểu tượng bánh răng trên thanh trạng thái hoặc thêm vào Quick Action Toolbar. Bạn cũng có thể lưu và cài đặt Workspace thông qua hộp thoại Workspace Setting. Trong khi đó, Profile là nơi lưu trữ các tùy chọn cá nhân hóa như màu nền, kích thước, con trỏ và thông tin đường dẫn. Các thiết lập này được lưu trữ trong Registry của máy tính và có thể export ra tệp đuôi .arg để sao lưu khi cần đồng bộ cài đặt AutoCAD trên thiết bị khác. Để sử dụng hiệu quả Workspace và Profile, bạn nên tạo nhiều Workspace phù hợp cho các loại công việc khác nhau và định kỳ xuất các Profile để sao lưu thiết lập. Việc hiểu và sử dụng tốt hai tính năng này sẽ giúp bạn cải thiện hiệu suất làm việc và duy trì các thiết lập cá nhân một cách linh hoạt. Trí tuệ nhân tạo AI được tích hợp trong Autodesk Fusion hỗ trợ người dùng tăng tính hiệu quả, độ chính xác trong các công cụ làm việc. AI giúp dự đoán nhu cầu của người dùng, tối ưu hóa chức năng và đẩy nhanh giai đoạn tạo mẫu, từ đó giảm chi phí và thời gian ra mắt sản phẩm diễn ra sớm hơn. Các công cụ được trang bị AI trong Autodesk Fusion cung cấp các phương án đề xuất giúp tối ưu thiết kế, tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại và tạo ra các bản vẽ kỹ thuật nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian. Trong các ngành công nghiệp hiện đại như hàng không vũ trụ, ô tô và điện tử tiêu dùng, AI hỗ trợ tối ưu hóa thiết kế và quy trình sản xuất, mang lại những sản phẩm nhẹ hơn, bền hơn và thông minh hơn. AI giúp các kỹ sư tạo ra các cấu trúc khí động học, phát triển các hệ thống trợ lái tiên tiến như xe tự hành và làm cho các thiết bị tiêu dùng trở nên cá nhân hóa hơn. Tương lai của thiết kế sản phẩm với AI hứa hẹn nhiều bước đột phá, kết hợp sự sáng tạo của con người và công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng. Việc ứng dụng AI trong Autodesk Fusion không chỉ tăng hiệu suất mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong thiết kế, mang lại lợi ích toàn diện cho tất cả các bên liên quan. Thiết
thiết kế với các sản phẩm có thể sản xuất được là việc triển khai xây dựng công nghiệp hóa. Một yếu tố quan trọng cho tương lai của ngành kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và vận hành (AECO), xây dựng và sản xuất công nghiệp hóa sẽ giúp ngành giải quyết những thách thức lớn. Với tư cách là một nhà sản xuất sản phẩm xây dựng, bạn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa tương lai của ngôi nhà, nơi làm việc và cộng đồng của chúng ta. Để ngành này bắt kịp tiến độ, chúng ta bắt buộc phải triển khai xây dựng công nghiệp hóa. Với Autodesk Informed Design, chúng ta đang mở ra cơ hội xây dựng công nghiệp hóa bằng cách kết nối thiết kế và thực hiện từ những giai đoạn đầu của một dự án xây dựng. Bằng cách sử dụng các tính năng thiết kế có hiểu biết mới trong Autodesk Inventor, nhóm của bạn có thể xác định sản phẩm của mình, bao gồm thông số kỹ thuật chi tiết, các tùy chọn để tùy chỉnh tài liệu chế tạo và hình ảnh sản phẩm và thêm chúng vào nền tảng Autodesk để khách hàng của bạn sử dụng trong quá trình thiết kế. Kiến trúc sư cũng có thể sử dụng Informed Design for Revit để thiết kế tăng độ chắc chắn bằng cách chỉ định kích thước, vật liệu, lớp hoàn thiện và thông tin khác được cho phép của sản phẩm. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất sản phẩm xây dựng có thể sử dụng Autodesk Informed Design để tiết kiệm thời gian, cải thiện sự hợp tác và phát triển doanh nghiệp của họ. Autodesk Informed Design đã và đang giúp các doanh nghiệp giảm việc làm việc thiết kế, tăng tốc quá trình xây dựng và cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm thiết kế và chế tạo. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người ở số phát sóng tiếp theo nhé.